Rồi, em xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục clip là em quay chi tiết về con CD Aquaphase DB430 cho anh em tham khảo nha. Rồi, trước khi đi đến máy thì em sẽ quay các cái phụ kiện cho anh em. Áo trồng ha, áo trồng. Đây là hộp đựng phụ kiện nha. Đấy, đầy đủ hết anh em nha. Thì dây nguồn riêng này, đời này là đời hàng công ty thì sẽ sử dụng dây nguồn trung tròn. Đấy, khiển pin rin còn đầy đủ ha. Đây nè, con này mua tháng 12 năm 2020 luôn ha. Đó, cho nên bây giờ là chúng ta mới có tháng 7 ha, rồi tháng 8 đi, tháng 8 năm 21 à. Con này xài mới có 10 tháng à. 8 tháng chứ. Đó, đấy. Cho nên hàng này còn bảo hành hơn 4 năm rồi, cho nên anh em rất là khỏe ha. Đĩa CD này giúp cho anh em là khi chúng ta đang chơi giải mã mà bỏ vào máy tính mà cái bản Win mà hơi cũ á, Win 7 hay là Win 10 bản setup 1 nó chưa update á, thì nó sẽ không nhận driver, chúng ta sẽ bỏ cái đĩa nào vào cài cái driver. Chứ mấy cái laptop đời mới tự động update thì nó cắm vô là tự nó nhận ngay ha. Rồi sách hướng dẫn hai cuốn ha. Đấy, nó cũng nói chung là con này nó không có thiếu một cái gì giống như một con mới anh em nha. Về phần phụ kiện là đầy đủ cho anh em. Đấy, giờ chúng ta sẽ đi tới phần máy nha. Về máy thì cũng như em báo cho anh em rồi, con này là đẹp không tì vết. Thì bây giờ em cũng đi lướt nhanh chứ vậy không biết cái điểm nào trừ để cho anh em trừ tiền cho anh em cả. Con nào mà có trầy xước em sẽ báo em trừ. Là em sẽ làm kỹ hơn cái chỗ đó anh em xem nha. Đẹp long lanh cành đào luôn, coi như là siêu lướt luôn rồi. Bảo hành hơn 4 năm cho anh em chơi vô tư luôn, giá này quá tốt. Hiện tại giá con này là rẻ hơn cả chục triệu so với con mới rồi. Giá này anh em xài khỏe ra. Đó, anh em xem nhé, không một vết, một chấm, một phẩy nè anh em nhé. Có hạt bụi thôi, vuốt một cái là mất ngay ha. Đó, lưng bọng nè, không có tì vết luôn. Anh em nha. Tại em bảo hành em nó hạn dán nha. Đây, nút bọng là còn ok hết nè ha. Đây. Đó, nút bọng của mấy con này nói chung là con 430 này nó gần như một con mới rồi, không có, có cái gì mà khác con mới nè. Đó, anh em thấy không? Đấy, cho nên con này anh em chơi quá lý tưởng luôn. Đó, giá là 77 triệu anh em nha, 77 triệu bao ship toàn quốc nha. Nếu anh em chịu khoản đủ nha, và tặng kèm cho anh em là một cọng dây quang và một cọng dây USB để anh em chơi giải mã từ PC máy tính sang cái con đầu giải mã nha. Đấy ha. Đấy, quá đẹp cho con CD. Thùng xốp hai lớp đầy đủ ha. Bảo hành toàn quốc, anh Duy bảo hành toàn quốc cho anh em chơi. Đấy, anh em khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải lăn tăn về con này luôn, đời độ đẹp thì quá đẹp ha. Phụ kiện thì tất tần tật như một con mới. Đấy, giá thì rẻ hơn con mới khoảng 10 triệu rồi. Đó, tặng kèm đầy đủ cho anh em ha. Đấy, và anh em nào có nhu cầu thì alo ngay cho em nha. Alo ngay cho em với CD DB430 full thùng xốp hàng siêu lướt nha. Đấy, 77 triệu bao ship toàn quốc, chuyển khoản đủ là em bao hết. Còn anh em nào ship cọt thì chuyển trước giúp em 20%, em không bao ship cho ship cọt anh em nha. Đó, tặng kèm dây quang, dây USB anh em nha. Dạ rồi, xin kết thúc, xin cảm ơn anh em rất nhiều ạ.